làm visa du lịch Schengen đơn giản cùng lữ hành Việt. Giá chọn gói từ 6 triệu. Thời gian xử lý hồ sơ từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày lấy dấu vân tay. Phần lớn các nước trong khối Schengen không chấp nhận cấp visa du lịch tự do cho công dân Việt Nam mà cần có giấy mời của người bảo lãnh, ngoại trừ Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha. Vì vậy, nếu muốn xin visa du lịch Schengen, bạn có thể đến đại sứ quán hoặc trung tâm tiếp nhận visa của một trong bốn nước này tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý khi làm thủ tục giấy tờ, nếu bạn nộp đơn xin cấp visa Schengen ở đại sứ quán nước nào thì nước đó phải là điểm đến đầu tiên trong khối Schengen hoặc là nơi lưu trú dài ngày nhất trong chuyến đi. Thủ tục hồ sơ xin visa du lịch Schengen. A. Giấy tờ chứng minh về nhân thân. Mỗi người điền đầy đủ hợp thức một tờ khai xin visa Schengen ngắn hạn và ký tên. Một ảnh nền trắng kích thước 3.5 x 4.5 cm. Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất là trên 6 tháng so với thời hạn visa Schengen muốn xin. Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, nếu có, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân B, giấy tờ chứng minh hoàn cảnh xã hội, nghề nghiệp, hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất nếu bạn nhận lương qua tài khoản, vui lòng cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất bằng tiếng Anh, dấu đỏ ngân hàng, giấy nghỉ phép có cam kết trở về sau khi kết thúc chuyến đi. Nếu đương sự là chủ doanh nghiệp, vui lòng cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất, giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất. Nếu đương sự là học sinh, sinh viên vui lòng cung cấp thẻ học sinh, sinh viên có dấu của trường, xác nhận kết quả học tập gần nhất, bảng điểm, sổ học bạ, giấy xin phép nghỉ học, giấy khai sinh. Nếu đương sự đã nghỉ hưu vui lòng cung cấp quyết định nghỉ hưu, thẻ hưu trí, sổ lĩnh lương hưu hàng tháng, nếu lĩnh lương qua tài khoản thì sao kê lương 3 tháng gần nhất. C. Giấy tờ chứng minh tài chính xin visa du lịch Schengen, đăng ký xe ô tô nếu có, sổ đỏ nhà đất, sổ tiết kiệm hoặc chứng nhận số dư tài khoản tối thiểu 200 triệu VND một khách, photo mặt trước thẻ tín dụng, sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất. D. Xác nhận chỗ ở, giấy tờ chứng nhận tạm trú ở châu Âu hoặc đặt phòng khách sạn. E. Phương tiện đi lại, booking vé máy bay, bảo hiểm du lịch hồi hương. Lưu ý, đối với visa du lịch Schengen, ngoài các giấy tờ thông thường chứng minh nghề nghiệp, nhân thân, thì đương đơn xin visa chứng minh thêm được về lịch sử đi lại. Nhân viên lữ hành Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục còn thiếu về lịch trình, booking vé máy bay, khách sạn, cho khách. Về chứng minh tài chính, bạn cần chứng minh rằng mình có đủ khả năng tài chính, có đủ tài sản để chi trả cho chuyến đi của mình, cùng với khả năng trở về nước mà không cần sự trợ giúp nào từ các quỹ bảo trợ của nước ngoài. Số lượng tài sản bạn liệt kê ra càng nhiều và logic thì khả năng đậu visa của bạn càng cao. Một số trường hợp có thể đại sứ quán sẽ yêu cầu bạn lên phỏng vấn. Để bổ sung thông tin, lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn. Bạn chỉ cần nộp các giấy tờ tiếng Việt. Chúng tôi sẽ photo, dịch thuật công chứng cho hồ sơ của bạn. Trong trường hợp không đậu visa, số tiền quý khách nộp lần đầu sẽ không được hoàn lại, vì đó là khoản phí nộp vào đại sứ quán. Theo luật thì đại sứ quán sẽ không hoàn trả lại phí đó. Nộp hồ sơ xin visa du lịch Schengen qua lữ hành Việt Nam, công ty uy tín, thì tỷ lệ đỗ sẽ cao hơn so với việc bạn tự xin visa du lịch Schengen tự túc, uy tín cá nhân. Ngoài ra còn giúp bạn hạn chế được các sai sót khi chuẩn bị hồ sơ.